Dạo gần đây, thói quen của anh Khang mỗi khi cầm tờ báo, trước tiên là tìm hiểu tin tức về biển đảo. Cậu em thứ 8 của anh, Đại úy Nguyễn Quang Trung, hiện đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bố mẹ anh Khang có tất cả 9 người con, trong đó 4 người phục vụ trong quân đội. Có anh, hiện đang công tác trong một đơn vị lục quân tại thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ và các em anh đều đang sống tại quê nhà Hà Tĩnh. Alo, Trung à? Anh đây, khỏe không? Anh chị về chào ông khỏe. Đây ngay ngoài đấy hiện nay đang còn ở huấn luyện à? Thế sóng bên này ngoài to Ông bên này bị lặng lặng, ngoài nghe bị lặng. À, ngày nay biển lặng à? Có mưa không? Bên này ngoài Trường Sa mưa nước dùng thoải mái chưa? Dịch này nước lợ thôi, nước diễn, nước lợ. À, nước, thế không hưởng được nước mưa để dùng ăn uống à? Có chứ, nước mưa có chứ, thường ngủ. Có bị như trừ chứ. Thế có hay điện gọi điện về cho vợ con không? Tiếng kia nữa, tiếng kia nữa. Ngày vài ngày. Mấy đứa bên đây vào học, hai đứa vào học cả. Hai cháu vào học nhé. Mẹ thì đứng ở trong Oha. Cùng trong ngành, lại cũng từng có thời gian công tác tại Trường Sa, anh Khang hiểu rõ công việc của em trai mình. Sinh hoạt ở đảo bây giờ khá hơn rất nhiều rồi, nên không đáng lo lắm. Chỉ lo nhất là những ngày mưa bão. Nhiều khi chỉ vài ba câu trao đổi qua điện thoại, anh cũng có thể đoán được những khó khăn mà em anh đang gặp phải, dù Trung không nói. Những lúc đó, anh càng khích lệ động viên Trung nhiều hơn, để người em có thể yên tâm rằng bên cạnh anh không chỉ có đồng chí đồng đội mà còn có những người ruột thịt nơi đất liền luôn quan tâm chia sẻ và thay Trung lo lắng chu toàn cho bố mẹ già ở quê, để người lính biển luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi là người anh đi trước thì cũng truyền đạt những cái kinh nghiệm cho em, để trong cái quá trình là người chỉ huy, là người sĩ quan thì mình phải có cái bản lĩnh chính trị. Để đặt cái cá tính của Trung thì như thế, nhưng mà cũng có cái tính tự lập tương đối lớn từ bé. Anh em thì luôn luôn đùm bọc thương yêu, là chỉ bảo cho nhau trong cuộc sống, cho nên chú cứ yên tâm công tác nơi biển đảo xa xôi. Ở hậu phương thì là có anh em bố mẹ là luôn luôn rực rằng đứng bên cạnh của chú để động viên chú sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ. Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Câu thơ đó đâu chỉ dành cho đôi lứa, và không chỉ thời chiến mà thời bình cũng vậy. Ông bà Dương Huỳnh và Nguyễn Thị Tám đều là quân nhân về hưu. Cậu con trai duy nhất của hai người sinh năm 1982, nối nghiệp bố mẹ, nhập ngũ đã hơn 10 năm. Hiện đang công tác ngoài đảo Trường Sa. Mỗi năm có khi chỉ được gặp con vài ngày, hoặc nhiều nhất là một tuần. Nhớ thương mong ngóng, âu lo, nhất là những khi hay tin ngoài biển sóng to gió lớn, lòng người làm cha làm mẹ nào chẳng dậy. Điện thoại cho Triều lúc được lúc không, bởi nhiều khi ngoài đảo mất sóng. Nhưng ngày nào, ông bà cũng lên Facebook ngắm hình và xem các cập nhật mới nhất của cậu con trai. Trong mắt người làm cha mẹ, Triều là một chàng trai thông minh, vui tính và sống tình cảm. Trên trang Facebook mà ông Huỳnh lập ra, không ngoài mục đích để liên lạc với con trai, thỉnh thoảng có những câu bình luận chí chỏm của Hải Triều khiến ông bà đều thấy ấm áp. Bà Tám nhớ rõ cái ngày cậu con trai cưng của bà tạm biệt bố mẹ, hăm hở lên đường. Và đây là chiếc áo lính đầu tiên cậu mặc. Bà vẫn giữ gìn cẩn thận như một món quà kỷ niệm. Trước giờ, bà và ông đều yên tâm về công việc của Triều. Duy chỉ có một nỗi niềm, đó là ông bà luôn mong ngóng Triều sớm ổn định gia đình riêng, vì cho đến giờ, anh vẫn là chàng trai độc thân chui tính. Những bữa cơm chỉ có hai vợ chồng già, ông bà cũng chạnh lòng, mong ước có một đứa cháu nội bi bô cho chui nhà, chui cửa.
Thì tất nhiên là khi mà con đi xa thì ai cũng có một cái băn khoăn. Thế nhưng mà làm thân bản thân người cha thì rất hiểu. Tức là có ai trải qua chiến tranh thì mới quý hòa bình. Mà muốn được hòa bình thì phải có người kế tiếp để bảo vệ cái chuyện đó. Thì con thì nó cũng nói thôi thì bố cứ yên tâm, bởi vì tên con bố mẹ đặt ra như thế thì con biết thế nào là con cũng phải xuống biển, bởi vì cháu là Dương Hải Triều. Đấy. Thế thì cho nên phải xác định cái nghề nghiệp của mình để mà coi như là nối tiếp cho anh. Những cái lúc mà nhớ con như vậy thì mình cũng cứ hình dung ra là hồi xưa con còn nhỏ đấy. Con còn nhỏ thì là bố cũng đi công tác xa, cũng đi biển, đi đảo, rồi là cũng đi Cam Ranh hoặc đi Hải Phòng công tác từ 6 tháng đến 1 năm mới về. Lúc đó một mình cũng, cái tâm trạng của mình cũng nhớ nhung, nhưng mà mình cũng phải cố làm một công việc gì đó để cho nó bớt đi cái sự mà mình nhớ con mình. Nhưng mà thực sự ở trong tâm mình thì lúc nào cũng nghĩ về biển đảo. Khi mà điện được thoại cho con thì hai mẹ con hay giỡn, nói chuyện qua loa để cho cháu biết là mẹ rất là vui và yên tâm khi con đi xa. Ở nhà là không có phải suy nghĩ gì ở nhà hết. Người ta thường nói vợ chồng như đũa có đôi, nhưng chị hậu phương của lính như người phụ nữ này, chị đã quá quen với việc thường xuyên sống trong cảnh đơn lẻ. Chị là Trương Thị Hằng, có chồng công tác ngoài đảo An Bang, đã nhiều năm một mình vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. Thu nhập của chồng lính, vợ công nhân, chưa đủ mua một căn nhà nơi thành phố đắt đỏ, nên ba mẹ con vẫn phải ở thuê nhà trọ. Một thân một mình nơi quê người, mọi lo toan nhọc nhằn đều đè nặng lên đôi cha chị khi không có chồng bên cạnh. Nhưng nhìn hai con ngày một lớn khỏe mạnh, hồn nhiên, chị như được tiếp thêm sức mạnh. Chị hiểu, nhiệm vụ của chồng là bảo vệ quê hương và biển đảo tổ quốc. Thương anh, chị thấy đảo xa cũng như gần gũi bên mình, cố gắng chu toàn mọi việc để anh không phải bận tâm chuyện gia đình mà chuyên tâm công tác. Em đi từ khi thằng bé mới có 20 tháng. Đi bé đêm vào nó khóc à. Đi cứ tối đến nó khóc. Cứ khóc bà ai bà đi đâu vậy. Cứ chỉ khóc là em khóc cả hai chị em nó. Thì cũng buồn bởi vì người ta có cả vợ cả chồng. Đến một mình thì nhiều lúc thấy còn tủi thân vậy. Thì vợ lĩnh thì phải chấp nhận thôi chị ạ. Bởi vì là công việc của anh ra đi đảo bảo vệ tổ quốc. Còn biết bao những người lính như các anh phải sống trong xa cách, thiếu thốn tình cảm. Và cũng còn biết bao những người cha, người mẹ, người vợ ngày đêm đau đáu dồn tình thương ra biển, mong ngóng người thân của mình sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng trên tất cả, họ vẫn giữ vững lòng tin, động viên nhau mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững vàng cho người thân của mình giữ chắc tay súng. Và để kết thúc tập phim này, xin mượn những câu thơ của nữ sĩ Huỳnh Thúy Kiều nói thay nỗi lòng của bao người hậu phương từ miền Nam đang hướng về biển đảo. Năm tháng đi qua, mẹ cha đội thương nhớ bạc trắng mái đầu, ngực giống tố, biển buồn, nước mắt đầm như sóng. Hoàng Sa, Trường Sa vẫn chỗ ầm ào nhịp đập tuổi đôi mươi. Em viết cho anh từ phía cuối chân trời, cửa ông trang bồ đề cũng đang sụp sôi quất nghẹn. Đất nước mình không thể để mất dù chỉ 1 cm biển. Bão dậy rồi, em nhường anh cho tổ quốc thương yêu.